Công nhận tăng quá. Kỳ ơi, kỳ rồi thấy đâu. Sao mà kìa, chắc nhỏ kìa. Dạ, mình là nhà nông nghiệp. Làm pin đi cho nó xanh thịt mình lại á, xong lại thì thấy ốm. Anh Bảo thấy chưa? Bảo thấy bụng có túng chưa? Chưa, phải nãy giờ nó xanh thịt rồi đó. Trời ơi, một ai cũng một quả hả? Rồi. Đó, nó mất sát đi. Nó không thôi. Nghe nè, nghe nè, nghe rồi 26 là xích khách hả? Rồi đúng rồi, xích khách. Nghĩa là một năm nữa đó. Một năm 6 ngày nữa. Vợ thì muốn 20, 24 nhưng mà không được. Và 20, 26 muốn 20, 24 là Tuấn 20, 24 cũng có phát. Nhưng mà một phát nhưng mà làm gì nhà nghe, nghe 26 thì cũng có hồi lắm. Bây giờ mới có còn 24, 25, 25 nữa mà. Chưa sức. Đừng nói ông đừng mê. Mày làm được chứ? Ừ, vậy sao hả? Em thích nhận em đi làm, hai thằng con ở dưới basement. Mày em lời ra con gà, anh là lời ra con việc đấy. Không, 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 không. Hai thằng nó đang bước vào dưới basement. Wow. Bước vào 5 giờ sáng nó dậy, nó bước vào dưới basement rồi. Ok, đi gym. Đi luôn. Yes. Mà đi đâu vậy? Cả gia đình đi luôn. Có tinh thần hơn. Bây giờ chị đi class, đi coach nó dạy. Chị ấy đang. Wow. Wow. Không đúng rồi. Ê nên là cùng cùng thôn nè. Bảo bảo bớt mình bảo. Wow. Không Ê đừng bây giờ như là thôn. Chị look good. Dạ, chị look good. Anh Bảo. Anh Bảo đi cặp đi. Nè một mũi nè. Sao bằng luôn là bự hơn. Anh Bảo cái này là bảo đảm chết rồi. Một muối nó chia ra thành bu cũng vậy. Bu cũng một muối. Dạ rồi, mình phải đi bắt bụng bên bình vô bụng. Muối rồi. Hả? Bụng bụng sang chứ. Thôi chị Bình, để bụng anh Bình bự đi. Để gái không có bu. Nghe chi ông muốn gái bu đi tập cái bụng cho nó nhiều cho. Trẻ quá, người ta lấy hết mẹ rồi. Nó không cho. Tí về sớm không? Anh về sớm không biết chị, hôm nay có mình không làm mà tại mấy người đó mình biết là chị. Đúng, ăn khao hợp chịu. Ồ, hôm nay làm được trẻ luôn, gấp 2 rưỡi luôn á. Dạ, bắt ông đi làm nó cho giàu, bắt ông đi làm nó cho giàu, nó ra hàng rưỡi hàm, bắt ông đi làm cho giàu.